Từng một thời là các sản phẩm phổ thông với người tiêu dùng, những cái tên như Viso, Lít, Già Lan đã chiếm lĩnh được thị trường Việt từ mấy chục năm trước. Thế nhưng hiện tại, trong bối cảnh hàng tiêu dùng bị chi phối bởi những nhãn hàng phổ cập của các tập đoàn lớn, những doanh nghiệp Việt phải đối mặt với các cuộc cạnh tranh gay gắt. Không có vốn kinh doanh khủng như các tập đoàn quốc tế, nhưng những doanh nghiệp vẫn nỗ lực tìm lối đi riêng, xây dựng thương hiệu Việt và mong muốn mang thương hiệu đó tới bạn bè thế giới. Đã có thời điểm những cái tên như bột giặt Vico, Vì Dân, Lít, Bay hay kem đánh răng Dạ Lan, xà phòng Coba chiếm lĩnh thị trường và rất đỗi quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, các tập đoàn này đã chiếm lĩnh phần lớn thị phần bột giặt trong nước bằng nhiều biện pháp và nguồn kinh phí khổng lồ dành cho tiếp thị. Nhiều doanh nghiệp có tiếng để duy trì hoạt động đã chuyển sang gia công cho các nhãn hàng khác và chấp nhận rời khỏi, bỏ thị phần của mình. Hợp tác đó cũng có mặt trái của nó. Nếu không anh sẽ bị thôn tính bởi cái doanh nghiệp đó, họ xóa sổ trách nhiệm. Mà trước đây một số các cái trường hợp doanh nghiệp sản xuất của chúng ta đã bị xóa tín hiệu rồi. Tất cả những cái đó là cái mà chúng ta phải chú ý. Thì cái này là phải kiểm soát được nguồn tiền, quản trị được doanh nghiệp, rồi đồng thời qua đó học tập bạn để có thể vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Sau gần 20 năm với nỗ lực của doanh nghiệp cùng các chính sách hỗ trợ hàng Việt của nhà nước đã giúp nhiều thương hiệu quay trở lại thị trường, tìm được chỗ đứng và khẳng định thương hiệu. Tôi hay dùng hàng Thái, nhưng mà đến bây giờ thì tôi cũng chuyển sang dùng hàng Việt Nam cũng khá nhiều. Ví dụ như dầu gội đầu hay sữa tắm hay là nước rửa chén các thứ, tôi cũng tìm hiểu khá nhiều ấy. Thì bây giờ sản phẩm của Việt Nam thì cũng được đánh giá tiêu chuẩn chất lượng ấy qua các cơ quan chức năng ấy, nên là tôi cũng tin tưởng dùng hàng Việt Nam ấy. Nói chung là hàng Việt Nam mình bây giờ dùng khá tốt ạ. Thực ra thì mình bây giờ đang chuyển dần sang dùng hàng Việt Nam là chính, đa số của các doanh nghiệp Việt Nam. Còn hàng liên doanh liên kết thì trước kia mình có sử dụng, nhưng bây giờ cái hàng Việt Nam đã tương đồng rồi thì mình để chọn hàng Việt Nam mình dùng. Về dầu gội thì nó cũng không, nó rất mượt và trơn tóc và nó cũng không hại đến da đầu. Với phương châm hàng thật tốt, giá thành hợp lý, từng bước cải tiến công nghệ, tận dụng nguyên liệu trong nước, hạ giá thành sản phẩm chỉ bằng 50 đến 70% sản phẩm cùng loại. Nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt không chỉ lấy lại được thị phần mà còn mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore, Úc. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đi khắp năm châu để xây dựng nên một thương hiệu Việt. Kim chỉ nam là đảm bảo chất lượng, thỏa mãn khách hàng. Và cứ như vậy sớm trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Mặc dù chưa có nhiều thương hiệu hóa mỹ phẩm Việt Nam xây dựng được thương hiệu, nhưng với những thành công bước đầu của số ít thương hiệu đó đã góp phần cải thiện hoạt động của ngành chất tẩy rửa và hóa mỹ phẩm Việt Nam. Khi tái tạo được niềm tin và khôi phục ý chí cho các doanh nghiệp Việt Nam quay lại tiếp tục với ngành nghề chính của mình, duy trì và cải thiện được đáng kể hình ảnh, sức cạnh tranh của các thương hiệu Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tuy chưa xảy ra cháy tại cơ sở trường học, nhưng hiện tại có nhiều trường học, cơ sở vật chất đã xuống cấp, hệ thống điện bị hư hỏng, phương tiện chữa cháy ban đầu không có hoặc không đầy đủ. Phần lớn cán bộ